Chẳng gì bằng một ngày lười biếng trên bãi biển, tắm nắng và nhộm làn da sô-cô-la. Ủa, hình như có gì ở bên dưới. Ok, hơi bị lạ rồi đó nhá. Cái gì đấy? Mình thấy háo hức ghê. Có vẻ mình tìm thấy một người bạn nè. Quạc quạc, tớ sẽ cho vịt béo biết tay. Ôi trời đất, con làm bố muốn rớt tim ra ngoài. Nào Ashley con yêu, đến lúc đánh răng rồi. Never. Đúng thế, con bé đang trải qua giai đoạn không thích đánh răng. Nhìn này con, sô-cô-la trông ngon thật nhỉ. Không, con ghét đánh răng, vị ghê lắm. Ashley, con phải đánh răng ngay bây giờ. Được rồi, mình phải dùng biện pháp mạnh thôi. Đến nha sĩ. Xin chào Ashley, giờ há miệng thật to nhé. Không. Xem nào. Đúng rồi, búp bê. Thế không Ashley, gấu có đau gì đâu nào. Đây, ôm lấy bạn và cho chú xem răng nhé. Úi giời, tình hình căng hơn mình tưởng nhiều. Thôi, mấy cái này không trị được đâu. Chúng ta phải nhổ hết đi mới được. Chú chỉ đùa cháu thôi. Từ giờ cháu phải dùng dụng cụ này nhé. Chúng ta chỉ cần phết chút kem đánh răng vào đây thôi. Xinh thế nhỉ, cho cháu xem với ạ. Đợi chú một chút, của cháu đây. Dạ vâng, nhìn không sợ gì hết. Xong, ta-da, răng cháu sạch cả rồi. Tuyệt, đâu có khó khăn gì nhỉ. Vali này được chế tác từ vàng và bạc nguyên chất đấy. Và simple dimple độc đáo nhất nè. Hay thật đấy. Tớ biết cậu ghen tị. Sướng tay thật đấy. Tớ chơi cái này cả ngày cũng được. Vui quá. Nhìn đúng là vui thật. Cậu còn chưa thấy trò hay đâu. Xem điều gì sẽ xảy ra khi tớ thêm kim tuyến. Đổ kim tuyến vào dimples. Chắc đủ rồi đấy ha. Và giờ thì đẩy nè. Tuyệt vời ông mặt trời. Tớ muốn làm thế này ở mọi nơi tớ đến. Cậu có xem không? Làm lại nhé. Xem đây. Bạc, màu mình yêu thích thứ hai chỉ sau vàng. Một lần nữa. Trò này vui nhất trên đời. Tớ có cả một vòng kim tuyến ở nhà. Cậu ấy may mắn ghê. Gì đây? Biết đâu mình có thể dùng tờ giấy vỏ này. Đặt một tờ giấy lên một mặt vàng nhé. Tiếp theo, lấy một cuộn băng dính và dùng bút chì tô viền. Bỏ băng dính đi và dùng bút bi vẽ biểu tượng cảm xúc. Cứ chọn biểu tượng bạn thích ấy. Nhớ vẽ thêm chi tiết và tô màu để giúp nó thật đẹp nha. Cẩn thận cắt hình tròn ở giấy ra. Cắt một đường ở trên đỉnh nè. Gập hai cạnh lại với nhau để giấy phồng lên. Rồi dán băng dính vào cố định. Tạo một hình số 8 ở trên cùng và dán biểu tượng cảm xúc lên đó. Đặt hình số 8 lên trên và dán băng dính cố định vào. Tớ cũng có simple dimple nè. Và nó cũng y như hàng thật luôn. Ui, buồn. Này, ý tưởng đã hay ghê. Thế tớ sao hả? Nhìn buồn cười chết thì được, cưng lắm. Xin chào, đồ ăn của quý khách đã sẵn sàng. Mì của cháu nhỏ và mì của cô luôn ạ. Ủa, sao chị ấy cho mình que? Đây là đũa đó con, thấy không? Chúng ta sẽ dùng đũa để ăn uống. Nhìn thật quá nhỉ. Bé con ơi, dùng đũa như vậy là sai mất rồi. Con là hải mã nè mẹ. Mẹ thấy mà, nhưng sao con không ăn mì đi nhỉ? Dạ vâng, con ăn đây ạ. Con sẽ dùng đũa. Hả? Mì của mình rơi rồi. Mình đói quá, mình cũng muốn ăn mì. Lần này mình lấy được rồi, mình sẽ ăn được. Lại rơi nè, quá đáng ghê. Đồ mì hâm hâm, biến khỏi đây đi que. Mì ngon ngon. Đẹp quá, ôi trời, Justin ơi, con làm gì thế? Mẹ trả mì cho con đi. Không, mẹ làm đổ mì của con rồi. Mọi thứ hỏng cả chứ quý khách. Tôi hiểu ạ, đừng lo, tôi có giải pháp rồi. Đây là mì mới của cháu và một đôi đũa mới canh cũng của cháu luôn. Wow, bạn gấu nè, mình thích cái này. Wow, giờ mình gắp được mì rồi. Mì ngon quá đi. Mình thích xe hơi đắt tiền. Bố đã hứa sẽ mua cho mình một chiếc y như thế này và thế này. Nhưng trong lúc chờ mình sẽ chơi tạm xe này. Vroom, xe hơi đến đây. Ôi không, có chừng. Nhìn đi kìa. Wow, một chú unicorn. Cậu xuống thật đấy. Tớ biết.
mình sẽ cho bà thấy. Chắc chắn phải có cách để tạo unicorn của riêng mình chứ. Hả? Dùng cái này kiểu gì nhỉ? Cậu định biến tớ thành con cóc đấy à? Không, có lẽ để sau, tớ có việc cần làm trước. Đừng có tò mò quá. Trong này có gì nhỉ? Chứ! Mình đúng là ngớ ngẩn mà. Bột mì à? Ôi trời! Nhìn cậu ngớ ngẩn dã man. Nghĩ tớ quan tâm chắc. Chờ chút. Mình không biết mình có chỗ bóng bay này đấy. Mình nghĩ ra cách rồi. Ý này hay lắm luôn nha. Đầu tiên, bạn sẽ cần một quả bóng bay. Lấy một cái phễu và úp ngược nó xuống. Kéo quả bóng qua đầu của cái phễu nhé. Rồi lật phễu ngược trở lại như thế này. Tiếp theo, bạn sẽ cần chút bột mì. Đổ bột mì vào bóng bay qua cái phễu. Thế chắc là đủ rồi. Vỗ nhẹ vào cái phễu để lắc cho bột mì rơi xuống dưới nè. Bỏ phễu ra và buộc nút quả bóng bay. Nhớ buộc chặt nha. Dùng kéo cắt phần từ ở quả bóng bay đi nè. Làm tương tự với các quả bóng khác nhiều màu nhé. Tiếp theo bạn sẽ cần một bát nước xà phòng. Đặt quả bóng vào trong bát nè. Xoay chúng trong bát cho phủ đẫm nước xà phòng. Lấy quả bóng ra và dùng khăn lau khô nhé. Cẩn thận ở bước này nhé, không vỡ bóng đấy. Chúng ổn rồi. Nhẹ nhàng ấn các quả bóng vào với nhau. Chúng sẽ dính vào nhau. Được rồi nè. Bóng bay thật mềm và dai dai. Ai cần đồ chơi đắt tiền chứ? Bà lấy ở đâu ra vậy nhỉ? Trông hay phết. Thôi kệ, mình có xe hơi rồi. Vroom, vroom. Làm ơn cho cái gì hay hay đi. Ồ, biết. Không biết có gì ta. Hào hức quá đi mất. Cả bộ giấy xe mai mở nhé. Ok. Yes, tớ thắng rồi. Ok, cậu mở đi. Tớ không nhìn thấy cái gì cả. Ôi trời ạ. Nhìn này. Xinh quá. Cái gì đấy? Xem nè, tớ chỉ cần một mảnh giấy và một cái bút. Tớ nhét cái bút vào đây và nó chạy nè. Xịn nhờ. Tớ không rời mắt nổi luôn. Cho tớ thử với. Ừ đây nè, cứ tự nhiên. Sẽ đỉnh lắm cho mà xem. Nhào vô. Tớ hơi chóng mắt rồi. Mãi mà nó không dừng. Đã đủ chứ vậy? Cậu đang làm gì thế? Cứ tiếp tục đi. Cần thêm nữa. Lôi cố hơn là đấy. Cầm lấy. Chris, có phiền không? Này, tớ không phải cái bảng đinh đâu. Đừng có dính tranh lên tớ. Tớ làm thế sao? Úi da, không phải tớ đâu. Đồ chơi đấy. Dù con sói có hàm răng sắc nhọn nhưng lại có trái tim ấm áp. Vì vậy công chúa vuốt lông của nó. Nó nằm xuống trên nàng. Và từ đó về sau, họ luôn luôn ở bên nhau. Ôi, con bé ngủ rồi. Đắp chăn cho bé cưng nào. Giờ thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng thôi. Ôi không, lớn tiếng quá. Làm ơn đừng thức dậy. Ôi, con bé vẫn ngủ. Ôi sao mình làm gãy búp bê rồi. Nếu biết con bé sẽ buồn lắm. Trời, phải làm sao bây giờ? Ồ, mình có cách rồi. Lại đây búp bê, sửa chữa một chút nào. Đừng làm ta thất vọng nhé búp 3D. Lần này nhất định phải có mày. Mình sẽ vẽ để tạo vảy cá xung quanh, giúp đôi nàng tên cá trông thật hơn. Và đến phần vây ở cuối này. Màu vàng khá là hợp với màu hồng đó chứ. Nhưng mình sẽ dùng nhiều màu cho thật sặc sỡ. Được rồi, hoàn thiện nốt cái vây nào. Một chút màu vàng ở trên nữa. Và xong. Ồ, búp bê dễ thương thực sự luôn. Chắc con bé sẽ thích búp bê này hơn nữa. Nói thật mình cũng khá tự hào với sự khéo tay này. Mình sẽ để đây để con bé thấy khi thức dậy. Ngủ ngon nha. Lại chuồn khỏi phòng thôi. Con sói muốn kem cherry. Oh wow, Madison ở kia kìa. Cậu ấy xinh quá. Hay là mình tặng cậu ấy con gấu này nhỉ? Thế thì cậu ấy sẽ biết nhìn thấy cậu ấy. Tiến lên nào.
cậu ấy đang tới với chú gấu dễ thương kìa. Ngoan, cậu ta thật sao? Thôi nào. Ồ, tớ chỉ nghĩ chú gấu xinh xắn thôi mà. Nhìn cậu ta đi, tránh ra. Hả? Tại sao? Nhìn lại quần áo của cậu ta xem. Cậu xứng đáng với người tốt hơn. Chà, thứ hai, cậu ta không một xu dính túi. Cậu định làm gì khi cậu ấy không có đồng nào chứ? Có lẽ cậu nói đúng đấy. Thứ ba, cậu ta là một kẻ dở hơi. Ừ, nghe cũng có lý đó. Tuyệt, thế mới đúng chứ. Madison dừng lại, nghe tới nè. Cậu ấy có các phẩm chất tốt mà cậu không thấy. Cậu ấy tặng gấu cho cậu mà. Cậu ấy thừa biết cậu mê gấu. Mà đừng quên chuyện này. Hai người là bạn. Hai người hiểu nhau và sẽ thương nhau lắm đó. Ồ, đúng thật. Và hiển nhiên cậu ấy mê cậu như điếu đổ. Cậu ấy thích cậu và sẽ coi cậu như một nữ thần vậy. Ta á, nữ thần á. Trời ơi. Được rồi, cậu nói đúng, thiên thần nhỏ. Madison ơi, nên cậu thích gấu nên tớ mua gấu tặng cậu nè. Ồ, cảm ơn cậu nhiều, gấu xinh quá. À mà, đứng im một chút đi. Ổn hơn rồi đấy. Mình vào lớp thôi. Đúng là tình yêu đích thực. Ờ, thiên thần kia, lần sau tôi sẽ thắng. Chả cần cái này. Chơi chán rồi. Không, cứ vứt tiếp đi. Chuẩn. À ha, làm người giàu cũng mệt lắm chứ bộ. Cái này nhìn hay phết. Không biết mình có thể dùng nó không. Qua gỗ này có khi dùng được này. Mình có ý này. Đổ nước vào khuôn nhựa nè. Sau đó nhỏ phẩm màu vào. Quấy đều lên cho tan hết ra. Đổ nước phẩm màu vào mỗi ô trong cái khuôn nhé. Sau đó cho que gỗ vào mỗi ô. Tiếp theo, bỏ khuôn vào ngăn đá. Bạn chỉ cần chờ cho nó đông cứng lại. Nhìn đẹp ghê á. Mình chỉ muốn thử ngay thôi. Nhưng không phải để ăn nha. Mình sẽ dùng que này để vẽ trên giấy. Đầu tiên là vẽ một hình tròn. Và vài đường xung quanh nó nè. Và thưởng cho bản thân chút nào. Ngon dã man con ngan. Cậu đang làm gì đấy? Cậu chưa bao giờ nghe về kem que hả? Thử đi. Thử thì thử. Tớ cũng tâm hồn nghệ sĩ lắm. Một đám mây bồng bềnh nè. Liếm một miếng xem sao. Ồ, ngon nhỉ. Mà từ từ. Uống thêm nước ngọt nữa cho đủ bộ. Chà, cảm ơn cậu. Thơm quá này. À đúng rồi. Bắt đầu với một cái bát thủy tinh rỗng. Đổ bột gelatin và nước ngọt vào. Bạn chỉ cần một lượng nhỏ gelatin thôi. Rồi khuấy đều lên. Khuấy cho đến khi gelatin tan hết nha. Tiếp theo, vun hỗn hợp này vào xi lanh. Bạn sẽ cần một cái poppet sạch. Chúng ta sẽ phun hỗn hợp nước ngọt vào poppet với mỗi lỗ tròn. Hãy làm cẩn thận để không tràn ra ngoài nhé. Để một lúc cho hỗn hợp đông lại. Sau đó, bạn đã có món ngon rồi. Cậu thấy ok không? Wow, nhìn ngon đấy. Thử đi gái. Tớ muốn ăn ngay nè. Ngon thật đó. Wow, lấp lánh quá kìa. Cùng nhau mở nhé. Ok. Đỉnh quá, tớ mê unicorn. Đây là của tớ. Không, Chris, cái gì kìa? Tớ có thấy gì đâu. Chỉ còn thế này thôi sao? Hả, chả hiểu cậu đang nói gì luôn. Chắc đây là của tớ rồi. Vui dễ sợ. Wow, cái này ở đâu ra vậy? Hết dậy con bà bảy. La, mềm mịn quá. Tớ cũng muốn. Unicorn này chắc cũng thế. Chán hòm luôn. Khoan, mình có ý này.
bắt đầu với một bát hạt nở nhỏ nè. Đổ chút nước vào. Để cho hạt ngấm nước nha. Tiếp theo lấy một cái chai nước ngọt rỗng và dùng phễu đổ hạt nở vào trong. Giờ thì lồng bóng bay vào miệng chai. Lộn ngược lại và để hạt nở rơi vào bóng. Xì hết nước trong bóng bay ra và buộc một nút lại. Bóng slime bóp siêu đã tay. Wow, làm dễ luôn. Sướng tay ghê, mình bóp cả ngày cũng không chán. Wow, tụi mình cùng bóp cho vui đi. Chết nè. Tập đó đúng là hài vô đối luôn. Hả? Không biết cậu ấy đang đi đâu nhỉ? Ôi trời đất, tuyệt quá. Có chuyện gì thế? Nhìn kìa, bữa tiệc bong bóng nổ Puppet kìa, đi thôi. Puppet của cậu dễ thương quá, tớ cũng có nè, nên là đi thôi. Có vệ sĩ kìa. Lại còn cấm đồ ăn và đồ uống nữa chứ. Nhưng kẹo của chúng mình, phải làm sao bây giờ? Tớ rất muốn tham gia bữa tiệc đó. Này, tụi mình vừa vào vừa mang kẹo được đấy. Xem nhé, chúng mình chỉ cần lấy ốp điện thoại Puppet của cậu và đặt hình ống kính camera ở đây, rồi bỏ Skittles vào trong đây. Mỗi viên vào một lỗ Puppet. Nhét nhiều nhất có thể nhé. Và giờ đến sô-cô-la nè. Tớ làm chảy nó để đổ cho dễ. Cứ đổ đều phía trên Skittles thôi. Tuyệt, nhìn đã thèm rồi. Cứng lại rồi, nghĩa là ăn được. Trông giống hệ điện thoại thông thường nhỉ? Hay quá, cậu thông minh ghê. Ổn rồi, vào thôi. Xin mời nhập tiệc. Cô không nhìn thấy biển báo à? Cấm đồ ăn và đồ uống. Thôi thôi, mới ra khỏi hàng. Em có Puppet nè. Mời vào. Hả? Anh chưa bao giờ thấy ôm điện thoại Puppet đó. Ngầu đấy, tiệc tùng vui vẻ nhé. Có vẻ không có ai quanh đây. Thử Jumbo Puppet thôi. Wow, có quá trời Puppet ở trong này. Lại đây giúp tụi tớ cái to đùng này đi. Tiệc đỉnh của chóp. Chúng mình sẽ thắng cuộc thi xếp chồng. Lên lên lên, cậu đang lập kỷ lục đó. Nè, cậu muốn đổi không? Được. Cậu có đang nghĩ giống tớ không vậy? Măm măm thôi. Ta-da, có ngay. Bóc ốp Puppet dễ thật đó. Cứ như thanh kẹo nhà làm ấy. Ngon tuyệt cú mèo, ăn không? Mọi người ơi, chúng tớ tuồn kẹo nè. Lại đi ăn cùng chơi vui. Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất. Và đây là quà của anh. Chúc mừng sinh nhật. Wow, cho em ạ. Hồi hộp quá đi. Em sẽ thích lắm đấy. Nó kinh quá. Lừa được rồi nhé. Em sợ xanh mặt luôn. Sao anh lại làm thế? Này, quay lại đây. Tránh xa em ra đi. Anh mua cho em mà. Để em yên. Nó mềm lắm xem nè. Biến đi. Em ghét nhiệt lắm. Đừng có lại đây. Quả bóng này là mình nảy ra một ý. Xem nè. Sao anh lại làm thế? Ngầu đúng không? Anh chơi thêm tay. Bắn tay của em. Anh làm hỏng sinh nhật của em rồi. Bố ơi, mình lại gây rắc rối rồi. Chuồn thôi. Quá đáng chưa kìa. Con gái gì ở có sao không? Chuyện gì thế? Nói bố nghe nào. Chris chẳng bể hết bóng rồi ạ. Chờ chút đã. Bố biết cách giải quyết rồi, chơi đi. Con muốn bóng bay của bố. Nhưng đó không ổn, ok. Thế này thì sao? Con không thể. Khó chịu quá. Mình nghĩ ra cách rồi, chắc sẽ hiệu quả đấy. Cắt một lỗ trên quả bóng, rồi lồng một quả nữa vào bên trong. Giờ dùng phễu để rót kim tuyến vào quả bóng. Sao lấp lánh chứ này.
và giờ chỉ cần rót nước thôi. May mà mình có cái phễu này. Khi bóng đã đầy nước, hãy buộc một dải ribbon quanh miệng bóng. Và giờ bóp này. Bé con ơi, xem bố có gì này. Gì thế ạ? Vui quá đi, con thích lắm bố ơi, cảm ơn bố. Có gì đâu bé con, bố là siêu nhân mà lị. Mà Chris đâu rồi nhỉ? Mình cũng thích. Thích màn cuối cùng, chờ đã. Từ từ, tôi sợ lắm. Cậu làm trò này sao? Wow, ngầu dã man. Nhìn nè, hộp đèn dễ sợ. Hộp của cậu trông chán hòm. May mà tớ được hộp này. Hả? Một hộp nữa. Ok, thì càng thú vị thôi. Mình có linh cảm tốt lần này. Lại một hộp nữa, game này vui đó. Tuyệt, ái chà chà. Quá trời ống thư giãn. Cậu có gì đấy? Chẳng vui dạo nào. Vui đi chứ. Wow, dẻo chứ này. Tôi sẽ lắp ống vào nhau. Kéo dài được bao xa nhỉ? Wow, đỉnh thật. Cái này thì sao ta? Chờ chút, mình nghĩ ra ý này. Lại nữa sao? Này, gì vậy trời? Xin chào Madison. Cậu sợ chứ kìa. Đúng là đồ con nít. Thế trong hộp có gì đấy? Kỳ vậy. Ông hút à? Ông hút làm gì chứ? Ta, chơi vui nhá. Mặc kệ cậu, phải có cách nào đó để xử lý ống hút này chứ. Có cách rồi. Cắt hai đầu ống hút, để lại phần uốn dẻo này thôi. Làm tương tự với chỗ ống hút còn lại. Ống thư giãn mini nè, cứng xỉu luôn. Giống như con sâu đấy. Tuyệt quá nè. Hay thế cậu cũng có à? Cho tớ mượn. Khoan đã, thử cho này đi. Giờ chúng ta đã có ống khổng lồ. Và tớ có bàn tay nhỏ xíu. Tớ cũng có nè. Kéo đi. Tớ thắng rồi. Làm lại lần nữa nhé. Trò này đỉnh của chắc. Cậu thông minh quá. Hết nước chấm. Ăn hoài không biết chán luôn. Càng cũng làm bánh này. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhìn ngon hết chảy. Gì kia? Không. Đưa cho bố. Hả? Bánh đâu mất rồi? Không được ăn cát. Chờ chút, đây, con cầm đi. Ồ, dạ, cảm ơn bố. Hết hồn con trồn. Túi mình có gì đây? Mình có ý này. Ta-da! Chào mừng đến với bếp của bố. Tôi có máy xay và rất nhiều bánh quy giòn. Cùng nấu nướng nào. Tôi sẽ bỏ chỗ bánh quy này vào máy xay. Và bật máy lên. La la. Thơm nức cả mũi. Giờ thì đổ ra cái đĩa này nhé. Vậy là được rồi. Món cổ điển từ ông bố đẹp trai. Hẹn gặp lại. Jenny ơi, bố có cái này cho bé nè. Ồ, cho con. Xin mời ạ. Trông y như cá đấy. Lại còn ăn được chứ. Ta thích lắm. Ba mà ơi, sợ quá. Những cái này hay thật. Lũ ma quỷ thấy mà ghê. May mà chẳng có con nào quanh đây. Cứ mà xem phim kinh dị vậy là đủ rồi. Ôi không, cái gì thế? À! Ma kìa, chạy lẹ. Tuyệt, kế hoạch của mình thành công mỹ mãn rồi. Tuyệt lắm, trực thăng nhỏ xinh. Ồ, bỏ ngô này, cho tôi xin miếng nhé. Chìa khóa đây rồi, còn cái này chính là thứ mình đang tìm. Psst, này, tôi có chìa khóa rồi. Gì, từ đây mau lên. Không miễn phí đâu, trả công tôi đi. Dễ thôi, tôi có túi kẹo dẻo sâu này. Thế vẫn chưa đủ đâu.
Pookie nè, Nancy, nhưng tôi muốn thêm. Oreo nè, món tôi thích, còn gì nữa không? Đây là túi snack cuối cùng của tôi đấy. Chú ngon miệng. Ném chuẩn nha. Ok là, vậy là đủ rồi. Chìa khóa mở ngục của cô này. Nghĩ sao vậy má, cho tôi xin lại chìa khóa nào. Không phải tôi đâu, là nhỏ đó, cô ta trộm khóa đấy. Nhỏ nào, cô nói với ai vậy? Tôi cần hỗ trợ. Không hiểu đồ chơi của con nít là sao. Giãn ghê phết nhá. Bố ơi, bố đang làm gì đấy ạ? À? Nào, nước ngọt đấy à, bố cấm rồi cơ mà, đưa đây ngay. Ê, suốt ngày mắng con. Nè, đây nhé, cho con cốc này. Con có thể uống bao nhiêu nước thì thích. Nước không ngon bằng nước ngọt. Mình còn không với tới để ấn cho nước chảy. Bất công, con không nhấn được. Con khóc mà bố lấy nước ngọt mất rồi. Ôi không, con không lấy được nước sao? Đừng khóc. Đây, cái này vừa với con hơn này. Thôi không khóc nữa, thử bình nước mới đi. Khoan, bình nhỏ là cho con à. Yeah, con thích cả đồ của riêng mình. Con sẽ lấy các em bé để uống. Nước đang chảy vào cốc nhỏ này bố. Yeah, con đã có nước trong cốc em bé của con rồi. Đó, bố hiểu con gái yêu mà. Uống nước nhiều vào nha. Không thể hiểu được mấy cái đồ chơi này để làm gì. Bố đi rồi, và nước ngọt của mình. Mình sẽ đổ nước ngọt vào chai này. Trông y hệt như nước. Uống được rồi nè. Đổ để cốc em bé thôi. Ngon ngon, sao đang ngon hơn nước. Bé con ơi, giải thích đồ chơi này cho bố với. Bố không hiểu. Bánh và nến. Chắc con bé sẽ vui lắm. Không tin nổi là mình làm chuyện này. Yeah, bánh sinh nhật. Để cháu ước cái đã. Chúc mừng sinh nhật. Bla bla bla. Thôi có lòng là được rồi. Chắc vậy. Ok, vậy là xong phần của tôi rồi. Việc mình còn làm. Vô lý thật đấy. Chả giống như ngày xưa. Ok, để xem có gì ở đây nào. Có vẻ ổn thôi. Nhưng sao mình cứ thấy sai sai. Hay là mở ra xem sao. Để xem chúng ta có gì. Oh, gấu teddy. Cũng dễ thương đấy. Và là mình tức điên. Cho cháu hả? Chú mở quà của cháu đấy à? Quà đáng thế. Mềm quá. Nhìn là muốn ôm liền. Cuối cùng mình cũng có bạn. Gì đây? Không phải của mình. Wow, ấy có hàng lông mi đẹp quá. Khoan, sinh nhật tuyệt quá. Cảm giác thích quá. Và giờ là nốt cái còn lại nào. Trông khác biệt hẳn luôn. Nhìn đống đồ này xem. Dễ thương quá mà. Chúc mừng sinh nhật Jennifer. Tôi có món quà đặc biệt cho cậu đây. Ta-da. Gấu teddy xinh quá. Cảm ơn cậu. Cậu là bạn thân của tớ mà. Chúng giúp tớ một kiểu nhé. Chắc chắn sẽ dễ thương lắm. Thấy có gì sai sai đó. Hả? Sao cậu không đưa gấu cho tớ? Được rồi. Lần này tin tớ đi. Thế tớ tạo dáng một mình à? Cũng không hẳn. Tớ bắt đầu được chưa? Tạo dáng đi. Thế thì tớ cứ thật xinh ở đây thôi. Muốn xem không? Hay phết đó chứ. Gấu to bằng cậu nè. Dã man con ngàn. To quá.